vụ quà lũ lụt vào nhà cán bộ 6 gói mì tôm phát cho dân làm 2 lần. Xã nói phát 6 gói mì tôm trên một nhân khẩu, nhưng khi người dân nhận lại là 5 gói mì trên một hộ gia đình. Vợ bí thư chi bộ thôn có nhà 3 tầng, vào loại to nhất nhì thôn vẫn được nhận quà. 6 gói mì tôm cứu trợ lũ lụt được chia làm 2 lần phát cho dân. Theo báo Dương Trí, khi có đoàn từ thiện về, bà con thôn 4 xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa có tên trong danh sách nhận quà được gọi lên phát mỗi hộ 5 gói mì tôm. Đang nói sau đó bà con lại tiếp tục được phát thêm 1 gói mì tôm trên một hộ. Họ cho 6 gói mì mà lại phát làm 2 lần, lần đầu 5 gói, sau lại gọi ra thôn lấy thêm 1 gói nữa, nhiều nhà tức nên không đi lấy nữa. Trong khi đó, nhiều hộ có điều kiện hơn thì được nhiều hơn, gạo, tiền, đủ thứ, bà Đại thôn 4 chia sẻ trên báo Dân Trí. Không chỉ phát nhầm 6 gói mì thành 5 gói, mà theo lời của ông Dương Văn Hà, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Dương, thì việc phát quà cho thôn 4 đã có nhầm lẫn lớn hơn, vì lẽ ra phải phát 6 gói mì tôm trên một nhân khẩu, thì con số lại là 6 gói mì trên một hộ gia đình. Theo báo Lao động, trong số 9 cán bộ thôn 4 thì có tới 8 gia đình có tên trong danh sách nhận quà cứu trợ lũ lụt. Trong clip mà nguồn trên đăng tải, người dân đã liệt kê tên những cán bộ thôn hoặc người thân cán bộ thôn có tên trong danh sách nhận quà lũ lụt, bao gồm ông Yên, bí thư thôn, trưởng thôn Thanh, công an thôn, bà Huế và bà Lan bên phụ nữ, cán bộ thôn, tên Quyết, anh Diện. Khó tin nhất là gia đình ông Yên, bí thư chi bộ thôn 4, dù có nhà 3 tầng to đẹp nhất nhì thôn nhưng vẫn được nhận quà. Người đứng tên trong danh sách nhận quà là vợ ông Yên, bà Nguyễn Thị Hạnh. Vợ của trưởng thôn 4 Dương Văn Thanh là bà Dương Thị Hằng có tên trong danh sách nhận quà lũ lụt. Hắn chia cho nhà giàu cả một hộ trọn gói 1 triệu bạc. Ông Lê Văn Long thôn 4 được 5 gói mì tôm, xã nói 6 gói, quá bôi bát. Một người dân chia sẻ trên báo Lao động. Trần tình về việc vợ có tên trong danh sách nhận quà trên báo Đất Việt, ông Nguyễn Văn Yên, bí thư chi bộ thôn 4 cho biết gia đình ông bị thiệt hại do lũ, nhưng hôm đó vợ ông chỉ đứng tên lên nhận, sau đó cho lại một hộ dân trong thôn không có nhà. Tôi làm cán bộ thôn 12-13 năm nay rồi, nên không thể có chuyện tôi làm sai đâu, nếu có sai tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. Việc người dân phản ánh lên báo chí như vậy là không chính xác, bởi họ không hiểu việc cấp phát quà của cán bộ thôn dành cho đối tượng nào, nguồn trên dẫn lời ông Yên. Theo bí thư chi bộ thôn 4 Nguyễn Văn Yên, cán bộ thôn chỉ phát quà cho những gia đình chịu thiệt hại do lũ mà chưa nhận được quà, còn những gia đình chính sách trước đây đã được tặng quà hết rồi. Quà cho hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng chính sách là bên xã cấp, chúng tôi chỉ làm sổ sách đưa lên. Số quà này là của doanh nghiệp và tư nhân làm từ thiện, ông Yên bày tỏ trên báo Đất Việt. Nhà chức trách nói gì? Ông Dương Văn Hà, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Dương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên báo Người Lao Động. Có sự việc vợ của bí thư chi bộ thôn và vợ của trưởng thôn 4 trong danh sách được nhận hỗ trợ quà ủng hộ lũ lụt. Lý giải về nguyên do, ông Hà nói, hôm đoàn về trao quà thì có thông báo quá gấp, trong khi phòng làm việc của ông không có máy in nên không kiểm tra lại được danh sách nhận quà của thôn 4. Theo ông Hà, do trong danh sách kê tên của vợ bí thư, vợ trưởng thôn nên ông không nhận ra. Nếu danh sách có nhà bí thư thôn và trưởng thôn nhận quà, sẽ yêu cầu chuyển sang cho hộ khác khó khăn hơn, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc xã Thiệu Dương khẳng định trên báo Dương Trí. Thanh Hóa kỳ bí đôi giếng và con rắn thần. Trong lúc dân làng đang chịu cảnh hạn hán, ruộng đồng, sông suối trong vùng đều khô hạn, dân làng khổ sở vì thiếu nước để dùng, mất mùa liên miên. Một hôm trời đang nắng, bỗng nổi cơn gió mạnh, mây đen kéo tới tối sầm, rồi hai mó nước bất ngờ đùng lên ngay giữa làng, nước tuôn ào ạt. Chốc lát đã dâng tràn lai láng, dân làng dùng thỏa thê không hết. Đó là câu chuyện huyền bí đượm chất liêu trai về sự tích chàng rắn đền ơn bố nuôi của mình bằng đôi giếng mà người dân làng Chiền, xã Cẩm Quý, huyện Cẩm Thủy, Thanh Hóa vẫn truyền tay nhau từ bao đời nay.
từ câu chuyện của người giữ gia phả. Hai cây giếng thần mà người dân nơi đây vẫn thường gọi là giếng nam và giếng nữ không biết đã có từ bao giờ, chỉ biết rằng giếng luôn đầy ắp nước, màu nước trong xanh, nước mát về mùa hè, ấm về mùa đông. Theo lời kể của ông Cao Viết Hội, người đang giữ gia phả có ghi lại toàn bộ sự tích huyền bí về hai cái giếng thần ở làng Chiền, xã Cẩm Thì. Cụ tổ ông là người địa phương, ban ngày ông thường đi làm công việc đồng áng, nương rẫy. Đêm đến, ông lại đi kéo vó ở các khe suối xung quanh vùng. Một hôm, trời tối đen như mực, ông đưa vó xuống kéo cá ở một vũng nước sâu. Đêm đã khuya mà chưa được một con cá nào, ông định ra về thì vớt được một quả trứng to bằng quả trứng gà. Ông trở về nhà đặt quả trứng vào cho gà ấp chung với ổ trứng gà. Khi ổ trứng gà nở thành con, quả trứng lạ vẫn nằm im lìm trong ổ, khiến ông phải đem ra ổ trứng khác. Thêm một lần chuyển ổ, đúng 55 ngày sau, ông bỗng nghe một con gà đang ấp cất tiếng gáy vang, nháo nhào nhảy bổ ra khỏi ổ rơm. Chạy vội ra nơi đặt ổ trứng, ông thấy một con rắn nhỏ, dài cỡ hơn gang tay, thân hình trắng toát, đầu có màu đỏ như màu gà đang vươn mình. Từ đấy, ông thường bắt tôm cá nuôi rắn như các vật nuôi khác trong nhà. Rắn cũng luôn quấn quýt bên ông, hễ ông đi đâu là nó đi theo. Thời gian trôi đi, rắn lớn nhanh như thổi, to như bắp chân, dài gần 3 mét. Mỗi lần ông làm việc gì, rắn đều đi theo để giúp. Ông kéo cá, nó xuống nước xua cá, tôm vào vó. Ông đi làm đồng, rắn theo ông, lúc về cùng về. Cứ như vậy, rắn sinh sống bên ông cho đến một hôm, rắn bỗng bỏ ăn, nằm cuộn tròn không nhúc nhích dưới gầm giường suốt 3 ngày. Sang ngày thứ 4, nó lại theo ông ra hồ kéo vó, rồi bất thình lình nó quay lại, ngóc cổ lên cao như chào từ biệt ông, rồi chìm sâu xuống nước. Đêm ấy ông nằm mơ, thấy một chàng trai bạch diện thư sinh, mặc đồ trắng, đội mũ đỏ đến bên giường nói: "Mấy năm nay con được bố nuôi nắng, chăm sóc, những tưởng bố con sẽ sum vầy mãi mãi, nhưng không được, vì con chưa hết nợ kiếp này nên phải ra đi. Nay mai có dịp, con sẽ đền ơn bố và dân làng." Dứt lời, chàng trai quỳ xuống lạy ông ba lạy, rồi quay người mất dạng trong tích tắc. Thời gian sau đó hạn hán kéo dài, bà con làng Chiền không có nước mà sinh hoạt, ruộng đồng, sông suối trong vùng đều khô cạn, dân làng gặp rất nhiều khó khăn. Một đêm, ông nằm mơ rắn về báo mộng cho ông rằng ngày mai sẽ có nước về cho dân làng. Không tin lắm, nhưng sáng hôm sau ông cũng dậy thật sớm xem sự thể thế nào. Hôm ấy trời đang nắng, bỗng nổi cơn gió mạnh, mây đen kéo tới tối sầm, rồi hai mó nước bất ngờ đùng lên ngay giữa làng, nước tuôn ào ạt. Chốc lát đã dâng tràn lai láng, dân làng dùng thỏa thê không hết. Kể đến đây, ông Hội thắp ba nén nhang lên bàn thờ, rồi vái ba vái và lấy xuống một chiếc hộp gỗ sơn màu vàng. Bên trong đường bảng sắc phong đã ngả màu vàng ố, có những dòng chữ nho viết bằng mực tàu và dấu triện màu đỏ. Theo ông, đây là bảng sắc phong vào năm thứ 3 đời Vua Tự Đức, phong cho thằng rắn là Xà Vương Hạ Đẳng Thần vì công lao đem nước về cho dân làng Chiền. Từ đó, để giữ nguồn nước quý, làng cho xây hai cái giếng cạnh nhau, một cái gọi là giếng nam, một cái gọi là giếng nữ. Sau đó, làng cho trồng cây si, lập bia đá ghi công đức rắn thần và thường xuyên khói hương thờ phụng. Hàng năm, dân làng đều làm lễ rước từ giếng vào nhà ông rất long trọng. Người dân quanh vùng thường về đây dâng hương để mùa màng luôn được bội thu, ấm no, hạnh phúc. Đến những chuyện lạ lùng chưa có lời giải. Rồi nhà Hội, với câu chuyện có nhiều tình tiết ly kỳ càng làm cho chúng tôi thêm sự tò mò, muốn ra ngay đôi giếng rắn thần để được tận mắt chiêm ngưỡng. Từ đường quốc lộ dẫn vào giếng là con đường đất lầy lội vòng vèo. Sau một lúc đánh vật với con đường, chúng tôi mới đặt chân tới nơi. Quả đúng như những gì chúng tôi tưởng tượng, đôi giếng nằm cạnh nhau được lát bằng những phiến đá phẳng lì đã được xây bao năm. Bốn phía là những cây si cổ thụ uốn lượn. Hai miệng giếng chỉ vài mét vuông, đứng ở phía ngoài nhìn vào, nước có màu xanh giống màu mắt rắn. Ở giữa có một rãnh khoảng 20cm cho nước chảy ra ngoài, nước trong giếng cứ đều đặn chảy ra. Trong khuôn viên có một bia đá,
chữ khắc trên bia là chữ Hán đã mờ không nhìn rõ nét. Theo người dân nơi đây, chưa khi nào đôi giếng này cạn nước, kể cả khi hạn hán nhất, giếng ở các vùng khô thì ở đây vẫn đầy nước, nguồn nước sinh hoạt của người dân chủ yếu trông chờ từ đôi giếng này. Lúc đó, dân làng phải dùng xe bò chở thùng phi, xô, chậu để lấy nước về sinh hoạt. Nhiều năm nay, người dân nơi đây vẫn luôn lấy nước từ đôi giếng này. Lạ là hút đến đâu, nguồn nước lại ùn ùn trào dâng đến đó, dù từ miệng giếng xuống đáy chỉ sâu có 2,5 mét. Mùa hè thì nước mát rượi, trong vắt, nhìn thấy đáy. Mùa đông thì nước ấm như có người nấu vậy. Có hôm còn bốc khói nghi ngút, có lạnh đến mấy dân làng vẫn ra đây tắm bình thường. Nếu nước ở sông Bưởi đục thì nước giếng cũng đục, khiến nhiều người liên tưởng đến tích xưa rằng rắn thần đã đào một mạch nước ngầm từ sông Ngang, tức sông Bưởi, để dẫn nước về làng từ năm 1990 trong lúc dân làng tu bổ lại giếng. Do sơ ý lấy xẻng dính vôi rửa xuống giếng, khiến cho nước trong giếng sôi sùng sục màu trắng, hai bên thành giếng nước chao qua chao lại như có sóng ngầm vậy. Cánh thợ phải làm lễ cúng bái thì giếng mới trở lại bình thường. Người dân đặt giếng phía trong là giếng nữ, giếng phía ngoài là giếng nam. Con gái trong làng được tắm bằng nước giếng, càng lớn da dẻ càng trắng, mịn màng, còn con trai thì tắm ngày càng cường tráng, khỏe mạnh. Vì thế, người ta gọi nước giếng là nước tiên mà cho đến nay không ai có thể lý giải được. Để tạ ơn thần rắn đã giúp đỡ dân làng, hàng năm vào dịp đêm giao thừa, cả làng chiền và người dân vùng lân cận lại tụ tập quanh giếng đốt lửa, hát hò, nhảy múa. Đúng thời khắc giao thừa, người cao niên nhất trong làng dâng một mâm cỗ gồm một con gà, phải là gà trống tơ, xôi, hoa quả, một chai rượu làm lễ cúng giếng thần. Lễ cúng kết thúc, lộc được chia đều cho tất cả những người có mặt. Thế rồi tất cả người dân tuần tự, mỗi người lấy một ít nước từ đôi giếng thần nam và nữ mang về nhà cầu may mắn để qua năm được no đầy hạnh phúc. Những đôi nam nữ trong vùng nếu tìm hiểu nhau tại giếng thần thì sẽ kết thành đôi lứa, con đàn châu đống hạnh phúc đến răng long đầu bạc.